Tại của bà mẹ, Bạch Tuộc sinh giống đẻ 14 con từ nhiều đàn ông mang trong bụng lúc nhúc 8 thai nhi. Natalie Suleiman từng gây tranh cãi lớn. Natalie Suleiman, một người phụ nữ đến từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ, đã khiến y học thế giới vô cùng kinh ngạc và tranh cãi khi mang bầu cùng lúc 8 thai nhi vào năm 2008. Được biết, Natalie Suleiman đã kết hôn vào năm 1996 nhưng cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc. Sau khi ly hôn, Natalie Suleiman quyết định làm mẹ đơn thân bằng cách tìm đến phương pháp thụ tinh nhân tạo để sinh con. Đứa con đầu lòng của cô ra đời vào năm 2001 và 5 người con tiếp theo cũng lần lượt ra đời sau đó. Tuy nhiên, vẫn chưa thỏa mãn, Natalie tiếp tục được tiến sĩ Michael Kamrava, một chuyên gia về sinh sản ở Beverly Hills, cấy ghép tiếp 12 phôi thai một lần nữa vào năm 2008 và lần này, Natalie sinh một chùm 8 đứa trẻ. Bức ảnh Natalie mang bầu 8 khiến nhiều người còn tưởng đây chỉ là trò đùa của Internet. Người ta nói Natalie là một bà mẹ đơn thân điên khùng. Hay bà mẹ Bạch Tuộc khi một mình đẻ và nuôi 14 đứa trẻ mà mỗi đứa trẻ lại của một người đàn ông khác nhau đã hiến tặng. Cô thậm chí còn chi một số tiền lớn phẫu thuật thẩm mỹ để giống với thần tượng Angelina Jolie. Vậy đến hiện tại, cuộc sống của Natalie và 14 đứa trẻ đang ra sao? Hiện 45 tuổi, Natalie đang một mình nuôi 14 đứa con. Bà mẹ Bạch Tuộc cho biết cô không thừa nhận đó là sai lầm, cũng không muốn thay đổi quá khứ và cô yêu 14 đứa con của mình rất nhiều. Natalie không hẹn hò, cũng không liên lạc với những người đàn ông hiến tinh trùng cho cô mà chỉ tập trung làm việc, nuôi con dựa vào sự trợ giúp từ chính phủ. Vóc dáng của bà mẹ 14 con và từng mang bầu 8 cũng khiến nhiều người bất ngờ. Những đứa con lớn nhất của bà mẹ Bạch Tuộc, Eliza, Amira, Joshua, Aidan và cặp song sinh Kalisa, Caleb đều đã là thanh niên trưởng thành, trong khi 8 em bé còn lại, Noah, Jonas, Josiah, Makai, Naria, Melia, Jeremiah và Isaiah vừa tổ chức sinh nhật lần thứ vào tháng 1 năm 2020 vừa qua. Natalie cho biết 13 trong số 14 đứa trẻ ăn chay, tức là chỉ những thực phẩm có nguồn gốc thực vật và sinh tố rau hàng ngày, bao gồm củ cải, rau xanh collards, cải xoăn, ớt chuông, củ cải đỏ, gừng. Một tuần một lần, bọn trẻ cũng sẽ được ăn các món thức ăn nhanh như pizza chay để chúng không cảm thấy quá thèm. Bà mẹ Bạch Tuộc cũng không hề tiêm phòng cúm cho con và tuyên bố lối sống thuần chay này giúp những đứa trẻ không bệnh tật. Natalie yêu cầu các con tập thể dục mỗi ngày và bà mẹ đơn thân cũng luôn tự mình luyện tập thể thao. Đó là lý do mà sau 14 lần sinh nở với bụng bầu khổng lồ, vóc dáng của bà mẹ Bạch Tuộc bây giờ vẫn rất thon gọn. Bà mẹ sinh 8 đã về lại vóc dáng là một người mẹ độc thân. Natalie đang tự mình nuôi tất cả 14 đứa con, bao gồm cả cậu con trai 14 tuổi Aidan, người bị tự kỷ nặng. Tuy nhiên, bà mẹ Bạch Tuộc cho thấy cả 14 đứa trẻ đều lớn lên khỏe mạnh, được cho ăn, học và đến trường như bao đứa trẻ ở các gia đình bình thường khác. Nhiều người từng chỉ trích Natalie nhưng rồi cuộc sống hiện tại của bà mẹ Bạch Tuộc vẫn rất ổn. Theo Hạ Mây báo gia đình.net. Ha ha ha,